Vào lúc 20 giờ tối 15 tháng 5 theo giờ Singapore, Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chính thức nhậm chức trở thành Thủ tướng thứ tư của đảo quốc sư tử thay thế cho ông Lý Hiển Long. đông đảo khách mời thuộc mọi tầng lớp xã hội Singapore đến tham dự buổi lễ nhậm chức nội các mới. Trước thềm lễ nhậm chức, các đảng đối lập đã chúc mừng Thủ tướng mới đắc cử Lawrence Wong đồng thời cảm ơn Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Hiển Long vì đã có hàng thập kỷ phục vụ công chúng và lãnh đạo đất nước. Các đảng hiện có đại diện tại Quốc hội như Đảng Công nhân, VKP, Đảng Tiến bộ Singapore, PSP cũng nắm bắt cơ hội này để thiết lập quan hệ làm việc với Thủ tướng mới của Singapore. Trước đó, ngày 13 tháng 5, ông Loren Wong đã công bố thành phần nội các mới với một số điều chỉnh nhỏ. Theo đó, Bộ trưởng Công thương Gan Kim Yong giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Bộ trưởng Công thương. Ông Lý Hiển Long sẽ làm Bộ trưởng cấp cao trong nội các mới. Ông Wong muốn Singapore trở thành một nơi có nhiều con đường dẫn đến thành công khác nhau trong đó người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội được đảm bảo những nhu cầu cơ bản ông hiểu rằng người dân singapore đang hướng đến một cuộc sống tốt đẹp không chỉ được đo lường bằng những thước đo dựa trên thành công vật chất mà còn bằng ý nghĩa và mục đích cuộc sống bằng những khát vọng cao cả không chỉ cho bản thân mà cho cả đất nước